bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 2 tháng 11, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con. Tất cả con người đều được Thánh Thần của Chúa Cha kêu gọi tới hưởng ơn cứu độ nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô là quà tặng quý giá của Thiên Chúa do lòng thương xót vô biên của người. Thế mà Chúa Giêsu lại nói: Những kẻ Cha đã ban cho con. Hóa ra, trong tâm tư của Chúa Giêsu, mỗi tín hữu lại là một quà tặng quý giá mà Chúa Cha trao ban cho người. Lẽ ra chúng ta phải quý chuộng Đức Giêsu biết bao và không thể tách rời xa người. Thì ngược lại, Chúa Giêsu yêu mến và quý chuộng mỗi chúng ta đến nỗi người xin với Cha rằng: Con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vinh quang ấy chính là sự sống lại của con Thiên Chúa làm người. Vinh quang ấy chính là sự sống viên mãn và vĩnh cửu của người, vì người là Thiên Chúa. Chúa Giêsu hằng khao khát và hằng cầu xin Chúa Cha cho mỗi chúng ta được sống với người trong sự sống vĩnh cửu. Và không chỉ cầu xin, mà người còn làm tất cả mọi điều có thể, kể cả chết đời mình đi, để chúng ta có được sự sống này. Điều quan trọng còn lại ở nơi mỗi người, mỗi gia đình là nhận ra tình thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu và đáp trả tình thương ấy bằng cách tin tuyệt đối vào người, sống theo lời người dạy, bước đi theo con đường của người. Chúa Giêsu đã khẩn xin cùng Chúa Cha: Con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con. Thì ai yêu mến thực thi lời người, sống như người đã sống, thuộc về người ở đời này, thì cũng sẽ được cùng ở nơi người nơi hằng sống. Lạy Chúa, xin thương cứu các linh hồn trong luyện ngục, và xin cho các gia đình hết lòng yêu mến Chúa và thuộc trọn về Chúa ngay khi còn sống trên trần gian hôm nay. Amen. Tháng 11, như một lời nhắc nhở dễ thương về cùng đích của đời người, không phải là hạt bụi lưu vong, nhưng là một chặng đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Không phải là dấu chấm hết buồn thiu, nhưng là niềm hy vọng tuyệt hảo hạnh phúc. Không phải là bóng đêm rợn rùng, nhưng là chân trời hồng sáng tươi đang đón đợi. Vâng, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Dẫu biết là có nghìn trùng xa cách, nhưng là nghìn trùng từ chốn luyện hình thẳm sâu đến cõi nghìn trùng cao sáng hiển vinh. Nghìn trùng xa cách của niềm tin và niềm hy vọng. Xin cho các linh hồn, cho linh hồn ông bà tổ tiên, cho những người thân yêu, được Chúa Giêsu ôm vào vòng tay yêu thương trìu mến, được phúc vinh trong cõi sống đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Thank you.
Chậm